Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn hãy cùng mình tô màu cho bức tranh chiếc xe tăng. Các bạn thân mến, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong tô màu cho bức tranh chiếc xe tăng. Các bạn đừng quên hãy ấn like video và đăng ký kênh của mình để cùng với mình tô màu thêm nhiều chủ đề và những bức tranh khác nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.